Lúa mình trồng được 4 ngày đây các bạn. Anh chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng cái lúa non mình chơi Tết các bạn. Đó. Thì cái lúa mình đầu tiên thì cái lúa mình phơi khô nha các bạn. Đó. Mình phơi khô xong thì bắt đầu mình đãi nó các bạn. Đó, mình dùng nước mình đãi những cái hạt lép ra ha. Mình lấy mấy cái hạt chắc không các bạn, lấy cái hạt chắc để khi mình ủ lúa các bạn nó ra mầm đều hơn ha. Đó. Đây là mình đãi nhiều lần nha các bạn, đãi chừng nào nó sạch hạt lép thôi ha. Đó. Khi nào mình đãi xong thì các bạn đem đi ngâm nước ha. Thì cái nước đầu tiên thì các bạn ngâm cho mình cái nước nóng xíu nha các bạn, nó tầm 3 phần nước sôi 2 phần nước lạnh ha. Đó, xử lý cái hạt giống ban đầu của các bạn. Ngâm khoảng 15 phút ha. Rồi tiếp tục các bạn chế nước lạnh vô ngâm bình thường nha các bạn. Đó, mình chế nước cho nó ngập lúa luôn ha, để mình ngâm nha các bạn. Thì mình ngâm khoảng 2 ngày nha các bạn. Đó, cái lúa mình ngâm sau 2 ngày đây các bạn. Đó, mình ngâm cho nó ngậm nước cho nó no nước các bạn. Thì khoảng 1 ngày các bạn thay nước cho nó một lần nha các bạn. Đó. Thì sau khi mình ngâm xong các bạn, mình rửa nó lại ha. Mình rửa lại mấy nước các bạn cho nó sạch cái nhớt đi các bạn. Rồi mới mình tiến hành mình đem nó đi mình ủ ha. Khi ủ thì các bạn dùng cái túi giấy các bạn. Đó, mình bỏ cho mình ủ nó tốt hơn nha các bạn. Đó, mình bỏ vô túi giấy xong mình trùm mấy lớp giấy ngoài ha để mình ủ nó các bạn. Mình ủ mình để trong mát nha các bạn. Thì ở đây mình dùng cái bao đường gạo luôn các bạn. Thì trong quá trình ủ thì nếu mà các bạn thăm chừng thấy mà nó lúa nó khô các bạn. Khô khô thì mình tưới thêm nước cho nó ha. Ở đây thì mình bỏ vô cái hũ luôn các bạn. Đó, mình bỏ vô thùng xốp mình giữ ấm cho nó các bạn. Thì cái này mình bỏ vô cái hũ nhưng mà hàng ngày mình vẫn mở nắp nha các bạn. Đó, mình mở nắp ra để cho nó thoáng ha. Rồi mình thăm chừng nó luôn nha các bạn. Đó. À, sau khi mình bỏ vô hũ thì mình bỏ vô thùng xốp các bạn, mình đậy lại giữ ẩm cho nó luôn ha. Thì sau khi mình ủ nó được 2 ngày 2 đêm các bạn, 48 tiếng ha. Thì, để mình gửi các bạn xem cái nó nảy mầm như thế nào ha. Thì cái này cũng tùy theo lúa nữa các bạn. Có khi mình ủ 2 ngày là ra mầm ha, có khi cũng lâu hơn các bạn, khoảng 3 ngày cũng chừng. Ở đây thì mình ủ nó 2 ngày 2 đêm thì thấy nó cũng ra mầm đều hết các bạn. Đó. Như vậy là mình đem đi mình trồng được rồi nha các bạn. Đó, cái rễ nó ra vừa dài dài bằng khoảng cái hạt lúa các bạn. Là mình đem đi mình trồng được rồi các bạn. Lúa này thì mình mua ở mấy cái chỗ mà nó bán gạo cám rồi các bạn. Thức ăn cho gà vịt ha. Hoặc là mấy chỗ bán chim nữa các bạn, nó cũng có bán lúa ha. Cái này mình mua lúa đã gì mình làm các bạn, nên là cái chất lượng lúa nó cũng không được tốt ha. Rồi giờ mình lấy một ít lúa mà nó ra đều đều đó các bạn. Đó, cái rễ nó ra tương đối đều đều nha ha. Mình đem đi mình trồng nha các bạn. Vì vậy quá trình ủ thì nó cũng có cái nó chưa nảy mầm nữa các bạn, mà có cái thì nó rễ nó ra dài dài xíu ha. À, nên mình nhóm lại một ít mình đem mình trồng luôn các bạn. Thì ở đây cái chất trồng thì mình trộn cát với cái đất trồng rau các bạn. À, các bạn mình có mua được cái đất trồng rau thì mình trộn với cát ha. À, tỷ lệ là khoảng 2 phần đất trồng rau các bạn và 1 phần cát ha. Nếu mà các bạn không có đất trồng rau đó thì mình trộn cát với tro trấu cũng được các bạn. Mình trồng cũng bình thường ha. Thì cái chậu mình trồng nó phải có lõi thoát nước nha các bạn. Đó. Để mình khi mình tưới rồi các bạn. Đó, mình tưới thì nó thoát nước ha. Đó, mình cho đất vô chậu nó khoảng gần bằng cái mặt chậu nha các bạn. À, cách cái miệng chậu khoảng chừng 1 cm nha các bạn. Đó. Rồi bắt đầu mình lấy cái lúa mà nó nảy mầm các bạn. Mình rải đều lên mặt ha, mình rải thiệt đều nha các bạn. À, mình rải lớp nó mỏng mỏng các bạn, không cần dày quá ha.
các bạn mà mình rải nó dày các bạn, dày lúa quá thì khi mà nó lên mầm hả, khi nó lên thì cái hạt này nó đội hạt kia các bạn, nó rối lên nó nhìn nó xấu nha các bạn. Đó. Thì tính ra từ lúc mình ngâm nước mình ủ các bạn, mình ngâm là 2 ngày 2 đêm ha, rồi mình ủ thêm 2 ngày 2 đêm nữa các bạn, là nó cũng hết 4 ngày ha. 4 ngày thì nó ra mầm được, vậy mình đem mình trồng nữa các bạn. Đó. Thì sau khi mình rải lúa đều trên cái mặt chậu hết các bạn, rồi mình phủ cho nó lớp đất mỏng ha, lớp đất mỏng thì vừa lấp cái hạt lúa thôi các bạn. Mình không có phủ đất dày quá ha. Sau khi phủ lớp đất mỏng thì mình tưới nước các bạn. Ở đây mình dùng cái bình xịt phun sương mình tưới các bạn ha. Tưới cho nó đều các bạn. Đó. Rồi mình để trong mát nha các bạn. Thì mình canh thấy mà nó khô thì mình lại tưới phun sương cho nó các bạn. Đó, ngày mình tưới cho nó 2-3 lần vậy đó. Để giữ ẩm cho nó lên mầm đều nha các bạn. Nếu mà khu vực nhà mấy bạn mà có chim sẻ đồ nhiều các bạn, mình trồng cái này cũng phải cẩn thận nha các bạn. Mình để trong mát, như mình lấy cái rổ hay gì mình ập nó lại các bạn, chứ để nhiều lúc cái chim sẻ nó thấy lúa là nó mổ nó tha nó bư hư hết các bạn. Đó. Chứ chuột nữa ha. Đó, nếu mà có chuột nữa các bạn phải lấy cái rổ hay lưới gì đó mình trùm lại nha các bạn. Như để mình trồng ngon lành mà nó chim rồi nó phá chuột rồi nó moi lên là mất công lắm các bạn. Đó. Ở đây thì mình làm thêm một chậu nữa để cho các bạn dễ hình dung cái cách trồng nha các bạn. Ở đây thì cái đất trồng mình trộn thêm cát đó các bạn, để cho khi mình ra rễ nó bám xuống cái đất trồng cho nó chắc đó các bạn. Chứ nếu mình dùng cái đất trồng rau không thì mình trồng cũng vẫn được nha các bạn. Nhưng mà khi mình tưới nước thì nó dễ bị tróc gốc các bạn. Rồi mình trồng được 5 chậu đây các bạn. Đó. Rồi đây là cái lúa sau khi mình trồng được 4 ngày đấy các bạn. À, đây là nó lên khoảng tầm 5 cm rồi các bạn. Đó. Thì tính ra thì nó 2 ngày ngâm rồi 2 ngày ủ các bạn. Chứ 4 ngày này nữa ha. Thì nó khoảng tầm 8 ngày các bạn. Đó, mình cho nó 10 ngày luôn các bạn. Thì nay các bạn sạn lúa về mình làm mình trồng kịp cho Tết các bạn. Đó. Như lúa như vậy thì mình làm mình để bàn nữa các bạn. Đó, chân chỗ thần tài cũng địa cũng được ha. Mình chơi qua tới rằm luôn các bạn.